Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày 30 tháng 7, ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Bá Hưng. Tôi xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh em Nguyễn Bá Hưng. Chúc anh em sinh nhật vui vẻ và anh em bước sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công ở trong cuộc sống hơn nữa. Và đương nhiên là không thể thiếu được, đó chính là chúc anh em là vẫn tiếp tục yêu quý kênh Game Today như thời điểm hiện tại anh em nhá. Rồi, và hôm nay chưa kịp coi như là giới thiệu hết vào đề thì nó đã ra nhân vật chính rồi. Đấy, thì hôm nay là anh em Nguyễn Bá Hưng là có mong muốn là tôi sẽ chơi cái bộ gót mèo anh em nhá. Đấy, gót mèo. Và chúng ta ra một con mèo sớm, rất là ok. Thế là hôm nay tôi sẽ chơi gót mèo. Đấy, mèo. Ở trận này thì có cả mèo 5 đô nữa anh em ạ. Đấy, chúng ta có thể kết hợp hai con mèo với nhau thì chúng ta sẽ nhân đôi cái lượng đồ lên. Con mèo chính và cái bóng của nó cũng sẽ được cầm đồ. Chúng ta sẽ có một cái sức mạnh gấp đôi. Nếu mà có gương và là hai cái gương ấy thì nó sẽ là gấp mấy lần đây. Để tôi tính xem nào. Nếu mà chúng ta có trấn phái ở cái con này nhá, ở trong cái bộ gót thì cầm, nếu mà chúng ta có hai cái gương mèo thì trước tiên là nó sẽ có là gì, ba con mèo đã đúng không, ba con mèo, và mỗi cái con mèo đấy nó sẽ ra được hai cái bóng nữa. Đấy, vậy là chúng ta sẽ có là chín cái bóng. Vậy là chín con mèo nhảy liên tục. Đấy, chưa tính đến cái bộ gót nữa đúng không, quá kinh khủng. Tức là nó sẽ nhảy liên tục luôn đấy anh em ạ. Mà tôi thấy là nếu mà có một cái này đấy chính là nếu mà mèo cầm gương ấy, tôi thấy nó nhảy liên tục rồi, có khi là cũng chẳng cần phải gót ấy. Đấy, nhưng mà thôi được rồi, nếu mà có gót thì chắc là nó cũng sẽ nhảy nhanh hơn chẳng hạn. Ngày hôm nay là tôi vẫn sẽ là cố gắng chuyển về cái bộ gót anh em nhá. Đấy. Đấy, như này đi, sẽ có hai đỏ nữa này. Mèo mặc dù là ra một con nhưng mà cũng chưa dùng được, phải ra hai con thì mới chơi được cơ. Ơ, là thua không? Chắc là không nhỉ? Ôi chà, căng vậy. Không không, ăn được thôi. Cho một cái công nghệ make for free là xem nào. Quan trọng là rune nó phải ra. À đây rồi. Được đấy. Ôi dồi ôi, ra già. Ra già sớm. Ok. Thì 3 mét à? 3 mét vào. Lên level 6 mới cho được. Bây giờ thay ở con già mà cho tôi con méo phải ngon không? Ủa, nó to thế. Chịu đấy. Ăn nổi không? Thằng này to quá, hai con hai sao. May quá cái con sói của nó ấy, nó chết rồi. Ăn được không? Ui thằng này to thật sự đấy. Rồi, vẫn ăn được. May. Hai con hai sao hơi sợ một tí nhưng mà thôi, qua rồi. Con già quả bị bớ vào cũng hơi sợ. À đây rồi, ui tôi cũng hai con hai sao này. Thế thì ngán gì thằng nào? Chẳng ngán bố con thằng nào hết. Giờ sao? Up cấp. Cho 3 mét à? Có cần không? Tôi thấy đội hình này nó cũng tương đối mạnh rồi đấy. Greater, ôi dồi ôi, thế thua bắt. Được không? Chưa rồi, Heaven Bomber chết rồi kìa. Không, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Ok. Rồi, có chuỗi luôn này. Your everyday girl with magic powers.
3 mét. Bây giờ một con zipper lên được 2 sao nữa thì ấm luôn. Giữ chuối được đến khoảng là 15 vẫn ok. Zipper rồi chưa lên được 2 sao trông có vẻ hơi a đuổi. Nhìn thế thôi nhưng mà vẫn sẽ bị thua đấy. Gặp ví dụ gặp bọn cửa này hay là gặp Hunter, hay là thậm chí là gặp Beat mà có con sâu thì có thể là chúng ta sẽ vẫn chưa có thể là giữ chuối ở đâu. Cần phải củng cố đội hình, sức mạnh nó phải mạnh hơn một chút. Đây như cái thằng này, rồi ôi, thằng này chắc thua. Ba con 2 sao nhưng cái vấn đề là cái con Whispersia kìa. Chịu rồi. Thua đấy, cày không? Đã yên tâm được đâu. Ui kìa. Ui rồi nó lém đúng vị trí thế. Hỏng rồi. Quả đấy nó lém trúng con già thì may ra có cửa ăn. Lém đúng vào con tinh cơ, khôn thật. Mất chuối. Hơi đen nhỉ anh em nhỉ. Tí nữa tôi đã có cái chuối đến round 10 rồi. Đánh cái này là nó sẽ bị thọt tiền đấy. Mà cái con mèo nó cũng khó ra phết. Ra cho tôi một con sớm mà bây giờ tôi chỉ cần thêm một con nữa thôi. Xin một con nữa thôi, nhẹ nhàng, tình cảm để sống sót đến ra 15 có free roll nè. Có free roll này, có roll 3 sao nè. Mèo này có khi lại mèo lừa. Dã man thật sự. Nhìn trông đội hình nhìn thế thôi nhưng mà chưa mạnh đâu anh em ạ. Ok. Già này. Hai con già luôn. Già. Không ra già nhưng mà ra mèo. Hết bố slot rồi anh em ạ. Phải bán hết thôi. Chơi bài cứ kiểu nó không lên được 2 sao ấy. Nó cứ lấy cặp. Ghét thật. Đây 4-5 cặp ở đây rồi đấy. Đây. Cái này được, giảm hồi chiêu này. Rao này thì thôi, chưa cần phải up cấp. Rao sao? Chả có tiền mà up đâu. Rao này chắc tôi nghĩ là vẫn thắng rồi. Đó. Ok, đừng bỏ thua nhá. Ok. Vừa có sách vừa có công nghệ mất được đó. Coi như là mỗi round ăn được 4 tiền đấy. Rồi ra ngoài lên 7 kẹp thêm 2 con mèo vào đó. Ê à, được. Hay quá nhờ. Chỉ có thể như này thôi. Phải lên 8 mới up vào mới cho Heaven Bomber vào được. Chúng ta thêm 2 con tăng cơ phía trên. Mèo bây giờ ra được 2 con rồi nhưng mà có vẻ như mèo này hơi yếu. Cảm giác mèo chưa kịp nhảy đã chết rồi nhỉ. Máu yếu đấy nhỉ. Ngày trước tôi nhớ cái con này khỏe lắm mà sao bây giờ yếu thế. Hình như nó giảm máu con này đúng không? Làm nào để có tiền roll bây giờ. Hết sạch tiền anh em ạ. Level 7 mà chưa được 10 tiền luôn. Trong khi có thằng 20 tiền ở level 7 cơ. Nó có được chuỗi thua. Đánh sướng đấy nhờ. Được eco xong được chuỗi thua cộng 8 ạ. Eco giữ máu là ngon luôn. Ra 13 mà vẫn còn từng kia máu. 67 máu là quá nhiều. Nếu sau ra 15 vẫn còn trên 50 máu. Thằng đấy ngon đấy. Liệu rằng có gặp cái thằng đấy ở chung kết không thì chưa biết. Nhưng mà xuất phát điểm của nó là đang hơn tôi rồi. Tôi đang thọt quá anh em ạ. Chưa biết làm nào gỡ lại tiền ở đây. Chỉ có thắng thì mới gỡ lại được thôi.
Bây giờ chỉ có thắng thì mỗi round được 4 tiền, sau đó có một tiền chiến thắng nữa thì mới mau gỡ lại được. Gặp thằng này lại thua rồi. Được không? À ui, lần này khác rồi. Đúng là có con mèo khác. Gây đam mạnh hơn hẳn. Bọn này nó chỉ có mỗi tội là hơi mỏng một tí thôi. Mèo thiếu nhiều quá nhờ anh em nhỉ. Bây giờ mà có ra được mèo thì cũng chả có dùng được. Phải đợi up lên 2 sao cơ. Từ lấy giờ đánh vẫn thắng mà chưa có chuỗi nhỉ? Chắc là lốt cái round này là chúng ta bắt đầu có chuỗi rồi đó. Vẫn đang thắng mà. Chắc là không thua đâu. Ok. Rồi, xin cái mấy cái chiến thắng để kiếm tí tiền. Hết sạch tiền rồi. Round 15. Xin luôn cái gương ở round này tốt. Có gương để cho mèo. Bộ này chắc chỉ cần gương thôi. Ở món đồ xanh dương thì một là gương, hai là cái quả trứng ấy. Hai món trấn phái. Ra trứng thì chuyển sang insectoid. Ra gương thì bộ nào cũng chơi được. Mua con này đi. Tôi không mua nuôi cái con Skybreaker lên 3 sao nữa. Bởi vì là chúng ta phải up cấp sớm anh em ạ. Kiếm con mèo 5 đô thôi. Con mèo 3 đô này vớ vẩn quá. Ra một con đầu game xong lừa luôn. Rồi luôn đi. Luôn ở 7 con không ra nữa. Cay thật. Bây giờ đang thiếu tiền để mà up 8. Chúng ta đang chưa thể up 8 được. Mà nếu mà up 8 ấy thì cũng, bây giờ thì cũng nói chung là đưa một con Heaven Bomber vào thì nó sức mạnh nó không tăng là mấy anh em ạ. Up 8 có khi là cho thêm một con giả lửa vào đánh si vét thôi. Như này thì sao? Ok, bị hút mana chết này. Ủa. Ui, con gấu đá nó lé được tôi. Điều thế nhờ. Thua. Cái trưởng của già nó vừa lướt qua con gấu đá nó di chuyển. Thế nó lé được luôn. Đội hình cứ thấy kiểu cảm giác kiểu yếu yếu nha anh em nhỉ. Không biết có tích được 11 quyển sách không. Nếu mà không ấy, thì chắc là chúng ta sẽ phải dùng luôn thôi. Nhìn thế thôi chứ còn tôi đang giữ máu tốt đấy. 91 máu mà còn 31 tiền. Tiền thì hơi thọt một chút nhưng mà nó cũng đang lên rồi. Đội hình giữ máu ổn và tiền đang lên. Thế là ok rồi. Ui, trên này có Air Seed này. Càng đấy. Level 7 50 tiền cho Air Seed à. Thế là rồi nó cũng sẽ form được cái bài ở level 9 thôi. Đủ bộ này rất mạnh luôn. Và cũng giống như cái bài Warrior ấy. Cái bài Air Seed bây giờ nó cũng rất là dễ chơi. Chỉ cần Eco và mua những cái con Air Seed là được. Cứ điểm rơi vào round 21 lên được 9 thì là khỏe, đấm hết. Tôi chắc là 21 không lên được 9 rồi. Khó lắm. Trận này round 21 lên được 8 là may. Rồi, cố gắng tích tiền một chút anh em ạ.
lên 9 là còn phải roll nhiều để kiếm được 4 đô 2 sao cái đã. 4 đô 2 sao làm co. Này mà ra là già 2 sao thì tận dụng trước đã. Trong lúc mà chúng ta chơi mết làm co thì chúng ta cũng sẽ có hai cuốn sách. À, sẽ có hai điểm kinh nghiệm, tức là một cuốn sách mỗi đao để chúng ta cắn lên. Trong trường hợp mà giữ được, tiết kiệm được sách thì có thể lên 11. Còn nếu mà không tiết kiệm được thì có thể là vẫn chơi ở 10. Rồi. Cũng không có nỗi nào đâu. Tôi để ý tôi tích tiền ấy, một vài round lên và bây giờ cái tiền của tôi nó lại bắt đầu đầy dần rồi, lên 50 tiền là được. Rồi 79 máu 50 tiền đúng không? Tầm này đương nhiên là cái đội hình của chúng ta nó sẽ bị yếu so với cả đối thủ. Mà không sao cả, chấp nhận. Chấp nhận bị yếu đi. Vẫn có cái cơ hội ăn được những cái thằng yếu đấy anh em ạ. Tầm này chỉ gọi là nếu mà thằng nào có chuỗi mà cắt chuỗi thì hơi khó. Chín mét luôn à. Rồi thua. Chín mét này có phải 95 dòng không? Trông căng đấy nhở. Đây chục máu đấy chứ có ít gì đâu. Ok, vậy chúng ta đến với hai mươi rồi. Sẽ lại lấy một cái món đồ xanh dương nữa. Và tôi hy vọng lần này sẽ là cái gương. Phải có gương anh em ạ. Ơ kìa. Mạng chán đời thật. Phải có gương. Không cần trứng đâu, nhưng mà phải có gương. Rao 20 mới lên được level 8 mà bị thọt tiền chứ có phải 50 tiền lên level 8 đâu. Rao 20 này, rao 21 thì chưa lên được 9 đâu. Chắc phải sau rao 25. Rồi, cố gắng. Tầm này còn 69 máu luôn. Sau rao 21 này sẽ gặp những cái đối thủ đẩy kinh khủng. Nếu mà chúng ta không form được cái bộ Goblin sớm ấy thì sẽ bị đẩy rất nhiều đấy, nhất là khi gặp nhà beat. Lấy cái giáp đi. Giáp này ok. Món giáp băng ấy nó sẽ tăng mana cho những cái con đứng trên rất là nhanh. Rồi, vừa đủ tiền lên 9. Mà với cái điều kiện là lên 9 nó phải roll ra bom, roll ra máy bay, roll ra mèo 5 đô. Chứ còn lên 9 mà không roll ra được cái gì thì cũng toang toác rồi anh em ạ. Cái tầm này bây giờ còn không roll được cái gì nữa thì thôi toang. Trong trường hợp là cái con mèo này nó không lên được 2 sao 2 con thì chắc là trận này không thể gót mèo được anh em ạ. Nha anh em Nguyễn Bá Hưng nha. Nhưng mà anh em yên tâm là có thể là tôi sẽ làm lại sau. Nếu mà trong cái trận đấu ngày hôm nay mà chúng ta không làm được cái bộ đấy thì tôi sẽ làm lại anh em nhá. Làm lại tất nhiên là cũng hứa với anh em là làm lại nhưng mà sẽ không phải là ngày mai. Đấy mà nó sẽ là một cái ngày gần nhất. Chắc chắn là ngày mai thì không có thể là làm kịp ở đâu. Đấy cũng như là cái đợt này anh em sinh nhật anh em báo muộn quá. Tôi không kịp chuẩn bị. Anh em báo sớm thì tôi có chuẩn bị content thì nó ok hơn. Nó sẽ có thời gian để chuẩn bị, thời gian để chơi. Làm gấp cái này thì nói chung là lựa lựa mà chơi thôi. Đấy, vẫn phải đảm bảo ra những cái video hàng ngày để phục vụ anh em ở trên kênh nữa. Đó. Đây là bây giờ mới ra mèo anh em này. Cay thật. Thể đen thì nó như thế là cùng. Đao 22 mới ra là cái con thứ ba để lên 2 sao ạ. Mà tầm này mà lên 2 sao thì là coi như là khỏi phải chơi luôn. Nên là cũng chưa dám lên 2 sao. Phải roll thêm được. Đây rồi. Cá lông. Hết sạch tiền thì là cũng ra được cả cá lông nữa này. Lên 9 rồi, cái tỷ lệ ra con mèo nó vẫn là 25% nhưng mà nó không ra. Đấy, chúng ta ra nếu mà đủ bộ Goblin nhá thì Ca Long ở chẳng hạn mà nó lên được 2 sao chắc chưa gót Ca Long.
vẫn chưa ra. Cay nhỉ. Có liều tiếp không nhỉ? Chúng ta có cặp zipper này. Bỏ con gì ra? Bỏ một con già ra thì không ngon. Đang có ba con già quẹt rồi. Bỏ chắc bây giờ. Ok. Như này đi. Bỏ con flame thì cũng được. Nhưng mà mất cái bộ mết anh em ạ. Thôi rồi, để này nó ok rồi. Tôi bây giờ tôi đang vẫn rất là ngán cái bọn beat ấy. Cầu mong cho không gặp beat. Cả cái bọn Aegisid này nữa. Aegisid 9 con rồi đấy. Lên được 9 rồi. Sắp lên 10 rồi. Gặp bọn này rất ngán luôn. Nó đẩy nó nhiều anh em ạ. Nhiều khi chưa kịp form về đã thua. Tao này lại ăn này. Ok. Ôi cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Ăn được không? Thế cũng vất vả phết đấy anh em ạ. Để mà ăn được nó. Thằng này nó cũng còn rất nhiều máu. Những cái thằng nhiều máu là những cái thằng mà gặp chúng ta ở late game ấy. Tầm này mà nhiều máu mà biết chơi nữa thì khó có thể out top được. Đèn nhà rôn mãi không ra. Zipper lên sắp lên được 3 sao. Nhưng mà cái con này lấy đồ chưa chuẩn lắm. Nó chưa chuẩn đồ con này. Lấy đồ hơi thiên về là tấn công nhiều hơn là phòng thủ. Mà con Zipper 3 sao thì nó chơi phòng thủ vẫn ngon hơn. Nó gọi là content bất tử ấy. Thì cái con này nó chơi kiểu đấy. Chứ nó không chơi kiểu là tấn công nhanh rồi tiêu diệt gọn đâu. Chưa kịp phọt trưởng. Thực ra quả vừa rồi phọt thì là ăn rồi đấy. Mà không phọt được thì là thua. Lọt đúng một con mà còn có tí máu. Hai máu. Lại ca lông này. Trận này cứ kiểu gì ấy nhở. Ra cặp xong rồi không lên được hai sao. Cái con già kia cũng thế. Trận này có lên tận dụng tí không nhỉ? Ok. Con già sớm muộn gì cũng bán rồi anh em ạ. Không có slot đâu. 6 con goblin kết hợp với cả hai mèo level 8 rồi. Thêm gót nữa là 9, 10. 10 con là hết slot rồi. Chả nhét được thêm con nào nữa đâu. Già này chắc chắn là không có slot. À còn một cái nữa. Đấy là nếu mà chúng ta chơi hai mèo ấy. Không được rồi, không ổn. Vậy là chỉ chơi được một mèo thôi. Tại làm sao? Bởi vì là thế này. Nếu mà chúng ta chơi hai con mèo ấy, mà chúng ta lại chơi đúng 6 con goblin kết hợp vào thì nó chả có cái tác dụng gì. Sau đó lại mất hai slot cho God. Chúng ta phải có hai slot để dành cho bản sao nữa anh em ạ. Chơi cái bộ Civet là nó phải thế. Thế thì không được rồi. Thế thì bắt buộc là mèo phải lên được 3 sao. Xong chơi là kẹp goblin. Và không chơi con mèo 5 đô nữa. Ok, trận này có gương thì lấy gương thôi anh em ạ. Mặc dù ra con mèo muộn quá cũng chẳng muốn lấy gương ấy. Có gương bây giờ cái tầm này mà vẫn một sao thì chán thua. Có khi là bị đấm cho sấp mặt luôn. Tôi là tôi cần nó lên được hai con mèo 2 sao. Lúc đấy là yên tâm rồi. Chưa cần lên 3 sao nhá, chỉ cần 2 sao thôi. Đủ gây đam rồi. À, bây giờ một sao yếu quá anh em ạ. Bây giờ cái con mà nó đang gánh đam ấy, nó chính là con Zipper ấy. Zipper là con đang co đang gánh đam. Cá lông ở dưới phù họa thêm mấy phát thôi. Chứ cá lông bây giờ cảm giác yếu hơn ngày xưa. Bắn yếu lắm. Không có giảm tốc nữa. Ngày xưa nó khó chịu ở cái giảm tốc ấy. Bắn nó giảm tốc đánh rất khó chịu. Bây giờ trừ giáp. Trừ giáp thì nói chung là cũng không cần thiết lắm. Mấy cái đội hình kiểu chúng ta thiên với bắn trưởng nhiều, chúng ta không cần trừ giáp nhiều. Đang thua dần đây này. Nguy hiểm quá nhỉ. Trận này khả năng là giải tán mèo rồi anh em với bà Hưng ạ. Không thấy ra luôn. Anh em nhìn xem.
quá đen. Thế nên là chắc là hẹn anh em vào cái dịp gần nhất đấy, tôi sẽ có thể chơi lại bộ này. Còn hôm nay tôi quyết định là tôi xoay sang là chơi God Goblin anh em nhé. Mèo không ra rồi, thôi chơi God Goblin đi. Bây giờ kiếm con bom. Kiếm con bom nữa, máy bay. Ca lông có sẵn rồi. Ca lông lên được 2 sao là xong. Đồ đạc thì tí tôi sẽ chuyển hết về đồ cam với đồ tím mới được. Chín mét này, quên mất là vẫn chưa gặp cái thằng 9m. Gặp thằng này chúng ta sẽ mất khá nhiều máu đấy. Chục máu là ít, 14 máu luôn. Ui máu tôi đang tụt anh em ạ, sợ quá, đang tụt dần đây này. Bây giờ là cái bộ này ấy, chúng ta sẽ lên level 11 đúng không? Thì bây giờ lên đủ tiền lên 10 rồi. Lên 10 xong cắn sách. Round này chúng ta đủ tiền rồi đúng không? Lên 10 là cần 44 điểm kinh nghiệm, nhưng bây giờ tôi lại có 7 điểm kinh nghiệm có sẵn. Ok. Rồi, lên 11 luôn này. Thực ra là bây giờ tôi lên thì tôi cũng chẳng có cho được cái gì vào, thôi cho tạm cái này vào thôi. Chưa tạm bù gót. Thiếu một goblin. Thiếu goblin mới cay chứ lại. Ra bom đi là sẽ giải quyết được vấn đề. Bây giờ chỉ cần ra bom thôi. Ra bom thôi, tôi đang hướng tới con bom chứ tôi không hướng tới con BH đâu. Sao Breaker cái tầm này ra thì cũng chịu, chả chơi được. Kiếm mấy con bom vào, kích hoạt cái bộ bom kết hợp với God đúng không? Bom God hợp lý. Trên này đấu tôi nghĩ là sẽ đấu với cả Exit đấy. Trong Exit nhiều máu lắm. Có cả Insectoid này. Tầm này thì có vẻ như là chúng ta vẫn sẽ thua đâu. Insectoid thì chúng ta sẽ phải có giáp. Bây giờ chưa có giáp thì thua. Vãi cứt ạ. Nó để quả trứng cho sâu ạ. Thề. Căng vậy. Ui 22 màu ạ. Thằng này nó phải đẩy bọn nó chết hết rồi chứ nhờ. Sao 28, 29 nó vẫn còn thấy nhiều người sống đấy. Tôi người chết trước thì thôi chết. Bỏ mẹ. Ok. Thấy chưa? Cái này sẽ có thêm Warlock này. 6 Goblin, 4 God kết hợp với cả hiện tại là 2 Warlock. Nhưng mà nếu mà cho thêm một con thì là 3 Warlock. Goblin max hồi máu đầy đủ theo dây. Có vẻ khá là an toàn. Bây giờ chỉ có roll để cái con Zipper lên được 3 sao thôi. Zipper lên 3 sao là sẽ gánh cho tôi. Còn nếu mà không lên được 3 sao thì sẽ là trên này còn có kiểu chơi khác nào không? Bán mèo luôn nhỉ? Yeah. Bán mèo chơi Civet à? Civet nhưng mà là bằng mèo 5 đô cơ. Chơi con mèo 5 đô là sẽ tiết kiệm được một slot. Chứ còn chơi mèo 3 đô là phải có 2 con. Hơi khó chơi. May quá thắng được round. Bom rồi. Ù hay thế nhỉ? Nhưng mà ra 30 anh em ạ. Chán đời. Ra 30. Rao này là rao quái nên là thắng thì chúng ta sẽ không được công nghệ tinh hoa đâu. Đợi ra 31. 31 có ăn nổi không? Bom 2 thì còn yên tâm. Bom 1 này hơi yếu. Trông có vẻ đuối lắm. Gặp thằng Beat thì chắc là cũng được. Gặp Exit thì sao? Gặp Exit máu hơi mỏng. Mặc dù là nó cũng sẽ đẻ nhiều như là cái bọn Beat, nhưng mà bù lại thì nó sẽ phải tiếp cận. Máu nó mỏng, không có con clear. Như cái bộ Beat nó có cái con cáo clear rất khỏe, nhưng mà bộ này thì không.
Những cái con này đều không chơi được anh em nhá. Mặc dù là ra nhưng mà đang làm content thì cũng không mua. Tôi cũng chẳng mua làm gì cả. Lancer hay là Phantom Queen thì nó sẽ thích hợp ở những cái đội hình khác cơ. Trượng báo à, cũng gọi là tạm tạm. Cái món này nó sẽ giúp cho chúng ta không phải kẹp thêm một con Storm Shaman mà vẫn sẽ có cái Static Storm. Món đấy là nó rất là quan trọng ấy. Chắc lấy giáp xương thôi. Hệ tá cũng chẳng cần lắm. Hộp sọ đẫm máu cũng không cần lắm anh em ạ. Rồi, chốt cái giáp xương. Rao này là phải mua Grand Herald để up này. Mà chưa có tiền. Phải thắng rao này đã. Lại gặp thằng Exit rồi. Thằng này là có chuối. Tôi lấy được cái báo anh em ạ. Nó sẽ không tung trưởng ngay được. Đấy, bom của tôi đã đặt được 3 quả nó mới bắt đầu tung trưởng. Rồi, đi rồi bạn ơi. Căng thật sự. Già bây giờ mới ra được 2 sao này. Cay nhỉ anh em nhỉ. Thế đây rồi, ra cả mèo luôn, ra cả bom, Dust Rift 2 sao. Tuy nhiên là chúng ta không có tiền để mua, hết sạch tiền luôn. Mà lên được bom 2 là ấm ở đây anh em ạ. Chơi đối công luôn với đối thủ luôn, cũng vô tư. Bây giờ là ngang kèo với bọn Exit rồi. Chả có thằng nào coi như tiêu diệt được quả bom của tôi đâu. Quả bom lúc nào nó cũng sẽ tung trưởng và nó sẽ kết thúc cuối cùng. Nó sẽ là cái người ra đi cuối cùng. Nếu mà giả sử như nó không giết được cái con bom của tôi ấy, thì tôi sẽ có cái tinh hoa và tôi sẽ dồn cái con bom này lên 3 sao luôn. Ý tưởng là như thế nhưng mà liệu rằng có kịp không thì nó lại câu chuyện khác. Đối thủ gần như là chết hết rồi. Đấy, Gladiator đao này chắc cũng đi rồi. 12 máu, không thể sống sót. Lần lượt từng thằng nó sẽ ra đi rồi. Rồi bây giờ solo. À chưa đến màn solo, vẫn là cái màn mà 3 thằng đấu với nhau à. Không có tiền để mà mua con đát này luôn á. Chấp nhận là phải bán con zipper đi à. Chỉ có bán sao zipper đi mới đủ tiền thôi. Ok. Vẫn còn con mèo. Con mèo cũng phải mua. Đấy, nhưng mà bây giờ chưa biết là lấy cái tiền ở đâu ra để mà mua đây. Trên góc mèo đấy. Thôi cứ để cho bom cánh đi. Trận này cái ý định mà chơi mèo kết hợp với cả gót ấy nó đã qua rồi anh em ạ. Bộ đấy tôi sẽ cố gắng tôi chơi lại và tôi sẽ roll con mèo lên 3 sao cơ. Chứ còn bây giờ kể cả lên được 2 con 2 sao thì tôi thấy nó vẫn không đẹp mắt lắm. Đấy, nói thẳng ra là nó yếu. Thế nên là thôi, để đồ cho bom này cho uy tín này. Bom nổ một phát là gần như là giải tán khu phố luôn. Không có thằng nào bén mảng ở xung quanh cả. Insectoid vô tư. Trời ơi anh em nhìn nào, có bom nó nổ. Nổ một phát 13 ca đam luôn. Nổ phát thứ hai thì gần như là đối thủ dễ đánh đạch. Chết hết rồi. Còn mỗi con sâu với cả con Velomancer có Kira thì cũng đi rồi. Ok, vậy là cái màn solo của tôi với cái thằng Exit. Chúng ta sẽ có cái màn solo kinh điển ở đây. Exit vẫn chưa có khả quan lắm. Tướng vẫn chưa lên được 3 sao. Ok. Bao giờ mà cái con Dallet của đối thủ lên được 3 sao thì hơi sợ một tí. Thực ra thì cũng không đến nỗi quá sợ. Tôi nghĩ là được ạ, ăn được. Exit này nó đánh vào mấy cái con giáp to nó có ra cái gì đâu mà. Thì lại phải lấy đồ bắn trưởng. Mà nếu mà nó lấy đồ bắn trưởng nhiều ấy, tí nữa tôi chuyển bộ này sang bộ 6 cá. Wizard quý riêng chuẩn bị đầy đủ luôn. Ok, anh em thấy đấy. Gần như là bên tôi chả mất tí máu nào. Đối thủ nhìn cái bảng là biết là đối thủ gây được rất ít đam.
lại có chuỗi cộng 6 rồi này. Nào 36 ạ, kéo dài thế nhỉ. 36, 18 máu kia có đi luôn không? Hay là phải kéo đến round thứ 37? Nào 26 tôi có thêm món đồ mới. Cái con ca lông cũng lừa nhá, trận này ca lông lừa, già lừa. Già lừa quá đi mất thôi. Ca lông thì rõ lừa. Ra được mỗi con, ra được hai con một sao thì làm ăn gì? Cái tầm này là phải lên 2 sao. Ca lông mà bây giờ nó lên 2 sao ấy, nó cũng yếu hơn ngày trước anh em ạ. Có mỗi cái hiệu ứng trừ giáp mà không có hiệu ứng giảm tốc đánh. Giảm tốc đánh nó nhiều khi nó sẽ quan trọng hơn trong những cái màn solo ấy, thì bây giờ nó bỏ nó đi hơi phí. Round này liệu có kết thúc được không nhỉ? Lại đánh thêm rào nữa thì thôi. Thôi tôi roll hết nha anh em nhá. Kiếm con bomba cái nào. Trận này kể cả roll được tinh hoa nó cũng vừa phần, nó cũng sida cơ anh em ạ. Thấy chán đời luôn. Roll tinh hoa mà cũng chả ra cái gì mới cay. Cái này lấy được cái giáp xoay về cái trượng phép. Mà tôi chắc tôi chọn trượng phép anh em ạ. Bây giờ chuyển sang người chơi hệ tung trưởng rồi, hệ đội công rồi. Không còn chơi kiểu ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cứ cái con nào mà lấy đồ càng lì càng hay. Nhưng mà bây giờ không thích chơi kiểu đấy nữa, mất thời gian quá. Chơi một trận đấu mà có mấy con bất tử thường nó sẽ phải kéo dài đến 1 tiếng. Không thì ít nó cũng phải 45 phút đấy. Thực sự là rất là mệt. Chơi trận đấu là nó phải đảm bảo tính mãn nhãn và kết thúc là hợp lý. Không quá sớm nhưng mà cũng không quá muộn. 17 máu tôi nghĩ rằng này, 18 máu thì thằng này chắc là cũng vẫn sống rồi đâu. Ok, sau khi hai quả bom đặt ra thì bắt đầu như con zombie nó đấm chết như con tướng của tôi rồi. Nhưng mà đẩy vẫn là 5 con luôn. Trời ơi, còn có 4 máu. Rao này chắc chắn là rao cuối của bạn rồi. Thôi, tôi roll lốt. Bom này không lên được. Chán nhỉ. Hai con 2 sao cũng ngon đấy. Hai con đát 2 này. Đát thì không hay lắm. Bây giờ bán nó gì đi, bán ca lông à? Tầm này ca lông chắc bán ca lông nhưng bán cái gì? Phải không anh em? Bán ca lông. Cái này đi. Cái con bom ở phía trên thôi mới quan trọng. Hai con đát nó phụ họa rồi. Đấy, đát để thả được cái bãi vào kia là thôi xác định luôn rồi. Đằng này không những là đẩy 4 máu còn đẩy nhiều cơ. Ây da, sau khi tướng nó chết rồi nó biến thành zombie rồi quay ngược lại nó đấm này. Cũng có cố gắng đấy. Nhưng mà con đắt lét chết thì là cũng đi thôi. Trò chơi kết thúc. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Bá Hưng anh em nhá. Đấy, anh em yên tâm, có cái gì tôi sẽ làm lại cái bộ góp mèo sau. Chứng tỏ là cái sức mạnh của bộ Goblin ở trong cái meta mới này cũng rất là ok đấy anh em ạ. Tôi thấy nó kết hợp với God này, xong rồi kết hợp với Warlock. Rồi nó ra ca lông. Ca lông trận này còn không lên được 2 sao. Nếu mà có ca lông trong đội hình thì nó còn mạnh nữa. Rất là ok. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi kết hợp mèo với mết. Một cái trận đấu mà rất là mãn nhãn luôn. Nhân 5 sức mạnh của con tướng nha anh em nhá. Anh em xem thì hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Con mèo kết hợp với Insectoid trong meta mới. Đẩy mỗi round đối thủ mất 30 máu là ít. Cực kỳ hay luôn. Tốc độ trận đấu rất nhanh. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.